mà không chứng quả vị thanh văn bích chi Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như ý nghĩa con theo Phật được nghe sở hành của Bồ Tát không là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát không thể thủ chứng được nghĩa ấy, cũng không thủ chứng được bát nhã, cũng không có người thủ chứng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không thể có được nghĩa ấy, thế nào có thể thủ chứng? Thế nào là bát nhã có thể thủ chứng? Thế nào là người thủ chứng? Thủ chứng rồi được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, ấy gọi là Bồ Tát không có sở đắc mà tu Bồ Tát hạnh, đối với hết thảy pháp đều được rõ ràng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghe pháp sâu xa, tâm không kinh, không nghi, không sợ, không hãi, ấy gọi là Bồ Tát tu bát nhã ba la mật. Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật, không thấy ta tu bát nhã ba la mật, cũng không thấy đó là bát nhã ba la mật, cũng không thấy ta sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì khi Bồ Tát tu bát nhã ba la mật, không nghĩ rằng thanh văn bích chi Phật địa cách xa ta, nhân thiết trí cách gần ta, nếu như hư không không nghĩ rằng, nghĩ rằng có vật cách xa ta hay cách gần ta. Vì sao? Vì hư không không có phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu bát nhã cũng không nghĩ rằng thanh văn bích chi Phật địa cách xa ta, nhất thiết trí cách gần ta. Vì sao? Vì trong bát nhã không có phân biệt. Thí như người huyễn hóa không nghĩ rằng vì thầy huyễn thuật cách gần ta, người xem huyễn thuật cách xa ta. Vì sao? Vì người huyễn hóa không có phân biệt. Vì Bồ Tát tu bát nhã không nghĩ rằng thanh văn bích chi Phật địa cách xa ta, nhất thiết trí cách gần ta. Thí như ảnh tượng trong gương không nghĩ rằng gương và tượng cách gần ta, còn cái khác cách xa ta. Vì sao? Vì ảnh tượng không có phân biệt. Vị Bồ Tát tu bát nhã không nghĩ rằng thành văn bích chi Phật địa cách xa ta, nhất thiết trí cách gần ta. Vì sao? Vì trong bát nhã không có phân biệt. Vị Bồ Tát tu bát nhã không có yêu ghét. Vì sao? Vì tự tính bát nhã không thể có được, thí như Phật không có yêu ghét. Vị Bồ Tát tu bát nhã không có yêu ghét cũng như vậy. Vì sao? Vì trong bát nhã không có yêu ghét, thế như Phật đã dứt hết thảy ức tưởng phân biệt. Vị Bồ Tát tu bát nhã cũng như vậy, hết thảy tưởng phân biệt dứt rốt ráo không, thì như người Phật biến hóa ra, không nghĩ rằng thành văn bích chi Phật địa cách xa ta, vô thượng chánh đẳng chánh giác cách gần ta. Vì sao? Vì người Phật biến hóa ra không có phân biệt. Vị Bồ Tát tu bát nhã cũng như vậy, không nghĩ rằng thành văn bích chi Phật địa cách xa ta, vô thượng chánh đẳng chánh giác cách gần ta, thí như có việc phải làm nên biến hóa làm, việc biến hóa làm không có phân biệt. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, có việc phải làm nên làm, việc ấy thành tựu, nhưng bát nhã ba la mật không có phân biệt. Thí như người thợ hoặc đệ tử người thợ có việc phải làm nên làm ra người gỗ hoặc trai hoặc gái hoặc voi ngựa trâu dê, các loại ấy có thể làm mà cũng không có phân biệt. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật cũng như vậy, có việc phải làm nên nói việc ấy thành tựu mà bát nhã ba la mật không có phân biệt. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, chỉ bát nhã ba la mật không có phân biệt hay thiện ba la mật cho đến thí ba la mật cũng không có phân biệt? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất, thiện ba la mật không có phân biệt cho đến thí ba la mật cũng không phân biệt. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, sắc không có phân biệt cho đến thức cũng không có phân biệt, mắt cho đến ý không có phân biệt, sắc cho đến pháp cũng không có phân biệt, mắt thức xúc cho đến ý thức xúc không có phân biệt. Thọ do nhãn và xúc làm nhân duyên sinh, cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh. Bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, không vô tướng vô tác, Phật mười lực, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tính vô vi cũng không có phân biệt. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc không có phân biệt cho đến tính vô vi không có phân biệt, nếu hết thảy pháp không có phân biệt, thầy làm sao phân biệt có 6 đường sinh tử là địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula? Làm sao phân biệt được Tu Đào Hàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Chư Phật? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất, chúng sinh vì điên đảo nên tạo nghiệp thân miệng ý, theo chỗ ham muốn nghiệp báo cũ mà thọ thân trong 6 đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula. Như ông nói, làm sao phân biệt có Tu Đà Hoàn cho đến Phật đạo? Thưa Xá Lợi Phất, Tu Đà Hoàn chính là vì không có phân biệt nên có, quả Tu Đà Hoàn cũng là vì không có phân biệt nên có, cho đến A La Hán, quả A La Hán, Bích Chi Phật, đạo Bích Chi Phật, Phật và Phật đạo cũng là vì không có phân biệt nên có. Thưa Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ
Cũng là vì không có phân biệt, rất phân biệt nên có. Vì thế nên biết tướng hết thảy pháp không có phân biệt, không thể phá hoại, vì các pháp là như như pháp tính thật tế. Thưa Xá Lợi Phất, như vậy Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật không có phân biệt, Tu Bát Nhã Ba La Mật không có phân biệt rồi, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác không có phân biệt. Luận: khi ấy Trời Đế Thích và hội chúng đều vui mừng. Trời Đế Thích nghĩ rằng Bồ Tát khi tu đạo Bồ Tát, công đức có được còn hơn hết thảy chúng sinh, huống gì thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sinh có hai hạng, hạng phát tâm và hạng chưa phát tâm. Hạng phát tâm Bồ Tát hơn hạng chưa phát tâm. Vì cớ sao? Vì hạng ấy gieo trồng nhân duyên về với vô lượng, vô thượng Phật Pháp. Muốn độ chúng sinh khiến lìa khổ được vui, còn chúng sinh khác chỉ cầu cái vui cho mình, muốn đưa cái khổ cho người khác, do nhân duyên ấy nên người phát tâm hơn. Hỏi: các A-la-hán Bích Chi Phật và người được năm thần thông là người ly dục, còn người phát tâm hoặc chưa ly dục chỉ mới phát tâm làm sao hơn được? Đáp: việc ấy ở trong phẩm trước đã mỗi mỗi đáp. A-la-hán tùy đã sạch hết lậu hoặc trọng bằng Bồ Tát mới phát tâm. Thí như thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương, tuy ở trong thai đã hơn con của người khác. Lại như thái tử của quốc vương, tuy chưa lên ngôi đã hơn các đại thần có tước vị giàu sang. Bồ Tát phát tâm có hai hạng, một là tu các đạo Bồ Tát Ba La Mật, hai là chỉ âm thầm phát tâm. Trong đây nói về hạng tu Bồ Tát đạo, người ấy tuy việc chưa thành tựu đã có thể hơn hết thảy chúng sinh, huống gì khi thành tựu. Thí như chim A Lăng Tần già, còn ở trong trứng chưa cất tiếng kêu đã hơn các chim khác, huống gì khi ra khỏi trứng cất tiếng kêu. Bồ Tát cũng như vậy, tuy chưa thành tựu Phật, tu Bồ Tát đạo còn phát âm thanh nói về thật tướng các pháp, khởi phá các hí luận của ngoại đạo và ma dân, huống gì khi thành Phật. Có người nói, nếu có người một lần phát tâm nói rằng ta sẽ làm Phật, diệt khổ cho chúng sinh, người ấy tuy chưa dứt phiền não, chưa làm việc khó làm, mà do nghiệp tâm và miệng mạnh hơn hết thảy chúng sinh. Hết thảy chúng sinh đều tự tìm vui, tự vì mình nên yêu thương thân thích. A-la-hán Bích Chi Phật tuy không ham cái vui thế gian, nhưng chỉ tự vì diệt khổ cho mình, cầu cái vui niết bàn, không thể vì chúng sinh. Còn Bồ Tát tâm sinh miệng nói, đều vì hết thảy chúng sinh cho nên hơn. Thí như có một vị A-la-hán đủ sáu thần thông, đem theo một sa-di, khiến mang y bát ven theo đường mà đi. Sa-di suy nghĩ, ta sẽ do thừa nào cầu vào niết bàn, nghĩ rồi liền phát tâm rằng, Phật là Thế Tôn tối thượng, ta sẽ do Phật thừa mà vào niết bàn. Vị thầy biết ý nghĩ của Sa Di, liền lấy y bát tự mang lấy, đẩy Sa Di đi phía trước. Sa Di lại suy nghĩ, Phật đạo quá khó, phải ở lâu trong sinh tử, chịu vô lượng khổ, còn theo tiểu thừa sớm vào niết bàn. Vị thầy lại lấy y bát đẩy lọc nước đi đưa lại Sa Di, khiến mang và bảo đi sau. Cứ như vậy đến lần thứ ba, Sa Di thưa với thầy, tuổi thầy già cả mà sao giỡn như trẻ con, mới vừa khiến con đi trước lại bảo con đi sau một cách mau chóng. Vị thầy đáp, người niệm đầu phát tâm làm Phật, tâm ấy quý trọng, theo lẽ người là thầy ta, người như vậy các Bích Chi Phật còn nên cúng dường, huống gì A-la-hán. Thế nên ta đẩy người đi trước, nhưng tâm người trở lại ăn năn, muốn đi theo tiểu thừa mà chưa thể được. Như vậy người cách ta rất xa, thế nên ta khiến người đi sau. Sa Di nghe rồi kinh hãi tỉnh ngộ, thầy ta biết được tâm ta, ta một lần phát tâm đã hơn A-la-hán, huống gì khi được thành tựu, liền tự phát tâm kiên cố ở trong pháp đại thừa. Lại nữa, hơn là không hẳn trong mọi việc đều hơn, mà chỉ do một lần phát tâm muốn thành Phật độ chúng sinh, việc ấy là hơn. Các thiền định giải thoát còn chưa có được, sao lại nói hơn? Thế như lấy việc bay lượn nói là chim hơn người, còn công đức sẽ được trong tương lai không luận đến. Người tiểu thừa nói, cho đến vị Bồ Tát, còn một đời bổ xứ làm Phật, còn không hơn vị Sa Di có đủ vô lượng luật nghi trong luận đại thừa. Hoặc có người nói như vậy, người có phát tâm đại thừa, tuy ở trong hàng tiểu nhân xấu ác vẫn hơn người nhị thừa được giải thoát, ấy gọi là nhị biên, lìa nhị biên ấy gọi là trung đạo. Nghĩa trung đạo như trên đã nói, vì nó có nghĩa lý thật nên phải thủ lấy. Thế nên nói khi mới phát tâm đã hơn hết thảy chúng sinh, huống gì khi thành Phật. Nghe nói nhất thiết trí mà tin là được thiện lợi trong loài người. Có người nói sáu ba la mật là lợi, có người nói quả báo của sáu ba la mật là lợi. Đó là quả báo làm Chuyển Luân Thánh Vương, vua Trời Đế Thích, Phạm Thiên, vua người, vua Pháp. Có người nói, được chẳng thoái chuyển, không đoạn đường ác, thường sinh chỗ giàu sang trong cõi người, cõi trời.
Có người nói Bồ Tát trú nơi quả báo thần thông, dạo khắp mười phương cúng chư Phật. Dùng mỗi mỗi phương tiện giáo hóa chúng sinh, nhân duyên của việc tín thọ giáo hóa chúng sinh được các lợi lớn như vậy. Sống lâu trong hàng sống lâu là chúng sinh có hai mạng sống, một là mạng căn, hai là tuệ mạng. Người được tuệ mạng nên nói sống lâu trong hàng sống lâu, huống gì phát tâm. Người phát tâm là người đáng kính, đáng quý. Vì cớ sao? Vì như trước nói, người ấy có thể bỏ cái vui của riêng mình, đem cái vui đến người khác, không lo mình khổ mà lo người khác khổ. Bây giờ trời đế thích muốn hiện tướng hoan hỷ nên lấy hoa mạn đá la trời, hoa biểu tượng, giải lên trên Phật như kinh đã nói rõ. Hỏi tội phước không thể đem cho người, tuy muốn cho cũng không được. Cớ sao trời đế thích muốn lấy phước đức này khiến người cầu Phật đạo đầy đủ Phật pháp? Đáp, tuy không thể cho người nhưng tự làm cho tâm mình tốt, lại trời đế thích tỏ bày không đóng trước phước ấy, nên đem tâm tùy hỷ cho người cầu Phật đạo, cho người cầu thanh văn cũng như vậy. Trời đế thích bạch Phật, tôi tùy được thanh văn đạo cũng không sanh một niệm khiến tâm Bồ Tát xoay trở lại hướng về nhị thừa. Vì cớ sao? Vì các Bồ Tát thấy chúng sanh chịu khổ trong đường sanh tử, muốn lấy lợi ích hết thảy thế gian, nên phát nguyện rằng, người chưa được độ tôi sẽ độ. Bây giờ trong hội chúng có người nghĩ rằng, nếu như trên nói tùy hỷ cũng có công đức, vậy tùy hỷ với người mới phát tâm và tùy hỷ với người phát tâm đã lâu có gì sai khác? Trời đế thích muốn giải cái nghi đó cho chúng nên hỏi Phật rằng, bạch Thế Tôn, tùy hỷ với công đức của Bồ Tát mới phát tâm được bao nhiêu phước đức? Như kinh nói rõ, phước đức ấy vô lượng vô biên, bị gieo vào vô lượng vô biên ruộng phước. Người ta không thể đếm biết được, nên nói thí dụ để giải thích như trong kinh đã nói rộng. Phước đức của tùy hỷ tùy vô lượng vô biên, nhưng phước đức của tùy hỷ đối với người gần thành Phật đạo càng nhiều hơn. Khi ấy trời đế thích hoan hỷ nên bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, có người nghe công đức ấy, tâm không tùy hỷ, đó là ma dân. Từ ma trở đi đến, vì cớ sao? Vì ở cảnh giới ma chứa nhóm ác tâm nên không tùy hỷ. Trong đây nói nhân duyên, tâm tùy hỷ có thể phá cảnh giới ma, nên người cầu Phật đạo muốn ái kính tam bảo không bỏ, hãy đem tâm tùy hỷ hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng một chẳng hai tướng là không thấy các pháp có tướng nhất định, không thuộc nhân duyên nên nói chẳng một, không phân biệt tâm tùy hỷ với tâm hồi hướng nên nói chẳng hai, vì rốt ráo không. Phật chấp thuận ý của trời đế thích, lại khen ngợi công đức tùy hỷ rằng, người ấy thường nhớ nghĩ tùy hỷ với công đức của mười phương chư Phật nên mau được thấy Phật, lại do thâm tâm muốn khiến hết thảy chúng sinh đều khổ được vui nên qua lại trong đường sanh tử sáu căn ban sơ, không chịu sáu trần xấu ác. Về sau thường được sinh ở trước chữ Phật, vì không dứt gieo trồng hành thấy Phật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, người ấy đối với vô lượng vô số vị Bồ Tát mới phát tâm, cho đến vô lượng vị Bồ Tát còn một đời bổ xứ làm Phật đều tùy hỷ nên được quả báo như trên, chóng thành Phật đạo, độ vô lượng vô số chúng sinh. Lại nữa kiểu thi ca, Bồ Tát ấy nhân phước đức ấy mà hồi hướng đúng như pháp thật tướng, ở trong thật tướng tâm không thể có được, nên nói chẳng phải tâm, cũng chẳng lìa tâm. Như trên nói ý nghĩa chẳng một chẳng hai, vì sự việc có khác, nên lại nói thêm. Tu Bồ Đề nghe xong, chấp lấy tướng tâm không có để gạn hỏi Phật. Tâm ấy chẳng phải tâm không, không có gì như huyễn, làm sao có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, ông thấy tâm không ấy có định tướng như huyễn chăng? Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu tâm không như huyễn, làm sao thấy được? Nếu thấy được, thầy chẳng phải không? Thế nên đáp rằng, không phải. Phật dạy, tâm nếu không, không có gì. Ông thấy trong ấy có hí luận nói hoặc có hoặc không chăng? Đáp không. Lìa tâm không, không có gì như huyễn ấy, ông lại thấy có pháp có thể được đạo vô thượng chăng? Đáp không thấy. Không thấy không thể có được, nên đâu có pháp hoặc có hoặc không. Vì sao? Vì hết thảy pháp rốt ráo lìa tướng rốt ráo không, nên không rơi vào có không. Nếu pháp không rơi vào có không, thời pháp ấy rốt ráo không có gì của chính nó, không thể được đạo vô thượng. Do nhân duyên ấy nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo lìa tướng, thấy có thấy không cả hai đều có lỗi. Thiền Ba La Mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng rốt ráo lìa tướng như vậy. Nếu pháp rốt ráo lìa tướng, thời không thể thấy được, không thể tu được, không thể chứng được, từ pháp ấy lại không có sở đắc vì rốt ráo lìa tướng. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật